Kha, xin mời Kha lên đây ạ. Thầy Sáu tiếng, ai thế nhỉ? Mời thầy Sáu thử anh luôn. Hôm nay là đoàn trưởng nữa, anh cũng phải mấy này. Anh nghĩ ở đây rồi. Trước khi là cắt bắn thì con nghĩ là cho An nói vài câu rồi sau đó truyền lại cái mic cho anh Khoa, là một trong những người sáng lập ra đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của chúng ta cách đây 40 năm, thay mặt cho tất cả anh chị em chúng ta để cùng cái cắt bắn cái bắn sinh nhật lần thứ 41. Dù rằng là đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Ca Lăng của chúng ta không có còn hiện hữu nữa, nhưng mà trái tim và tinh thần của những người Thiếu Nhi Thánh Thể chúng ta từng sinh hoạt trong đoàn Ca Lăng vẫn tiếp nối những cái truyền thống tốt đẹp và cái những cái hoa quả mà chúng ta có ngày hôm nay. Vì vậy cứ mấy năm chúng ta có cơ hội họp mặt lại để chúng ta xem lại các thành quả mà người Thiếu Nhi Thánh Thể Ca Lăng chúng ta đã có. Và xin mời cha. Cảm ơn tất cả quý anh chị em chúng ta tụ họp ở đây trong cái đêm nay chia sẻ với nhau những nụ cười của đêm văn nghệ, không có đặc trưng nhiều, cũng không có bài bản gì dữ dội. Các anh chị đã cho tất cả mọi khán giả đang ăn cười cho nhau niềm vui, nhắc nhở lại tất cả những kỷ niệm thời xa xưa, rồi điều tiên, rồi hành trình cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta giờ đây xin Chúa gọi là chúc lành cho 40 năm của đoàn của chúng ta, thành lập đoàn thiếu nhi của chúng ta. Và chúng ta đến ngày hôm nay vẫn còn hội tụ với nhau được để mà cảm tạ Chúa, để xin Chúa tiếp tục ban chúng ta tràn đầy hồng ân để tiếp tục hành trình cuộc đời, những hành trình đức tin của chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta celebrate in a way that birthday, nhưng mà trước khi hát bài birthday thì chắc nhờ anh Khoa nói thêm một chút xíu về birthday của thiếu nhi Ca Lăng. Xin cảm ơn cha An. Thưa cả nhà, ngày hôm nay thật là một cái ngày rất là vui. Và chúng ta thấy rằng con vẫn thường nói với lại tất cả các anh chị em đó, là ngày hôm nay hoặc là những ngày hội ngộ xảy ra được thì đúng là một phép lạ. Sau hơn 40 năm, từ ấu nhi mới có 9 tuổi, 10 tuổi, cho tới ngày hôm nay có những em ấu nhi đã có cháu ngoại hoặc là có cháu nội. Nó là ấu nhi chưa, nó là huynh trưởng. Huynh trưởng thì vô số rồi, không có kể được. Thì thứ nhất là mình tạ ơn Chúa. Tại sao mà chúng ta có một cái tinh thần nối kết tới ngày hôm nay? Mình xác tín một điều là nơi Chúa Giêsu Thánh Thể là cái món ăn đã nuôi dưỡng tinh thần của chúng ta cũng như thể xác của chúng ta cho tới ngày hôm nay. Mình xác tín điều đó. Và nếu không có Chúa Giêsu Thánh Thể, chắc chắn là chúng ta không có ngày hôm nay. Mình xác tín điều đó. Có rất nhiều cái đoàn thể khác sau 1 năm, 2 năm người ta đã quên nhau rồi, mà mình sau 40 năm, từ những cái nơi xa xưa nghèo nàn mà chúng ta mang tới cái đất tự do, có những người đứng đây có thể nói là có những người là triệu phú, có những người có rất nhiều tiền, cũng có nhiều người có ít tiền như mình đây. Me too. Nhưng chúng ta có mặt trong ngày hôm nay, một lần nữa xin cảm ơn cha, cảm ơn cả nhà đã cho phép mình có một lời phát biểu, và một lời cuối cùng và một lời quan trọng nhất, chúng ta tạ ơn Chúa đã mang chúng ta tới ngày hôm nay, và mong là những ngày tới chúng ta vẫn còn sống và chúng ta họp nhau nữa 3 năm tới, hoặc 2 năm tới, 4 năm tới, chẳng biết được. Mong là chúng ta vẫn còn có nhau. Rồi, cảm ơn cha An và anh Khoa. Và bây giờ chúng ta cùng nhau hướng về chiếc bánh xinh đẹp để hát. Trước khi nói là tại có 5 cái nến, có nghĩa là hội ngộ 5 nhé. Rồi, hội ngộ 5 với 40 năm, chúng ta không xa nhau mà vẫn còn có nhau để yêu nhau, lo lắng cho nhau trong cuộc hành trình đức tin. Và bây giờ chúng ta cùng vỗ tay để hát bài Happy Birthday to Ca Lăng. Happy birthday.
bây giờ thì anh Khoa với Trang cùng các đoàn trưởng hãy nắm tay thật tay để siết chặt tình huynh đệ của chúng ta, ga lăng của chúng ta là mãi mãi tình yêu thương của chúng ta vẫn có Chúa Giêsu thánh thể đồng hành trong cuộc sống. Và bây giờ chiếc bánh đã được cắt để mừng ngày sinh nhật 40 năm chúng ta vẫn còn có nhau. Rồi, nếu được xin tất cả các anh chị chúng ta cùng